2020 là năm đông vui khi mà có khúc quay trở lại nông thôn quê hip hop nhưng lại muốn quýt hơn chạy lại. Công viên 30 tháng 4 đâu. Rapita nói trong mắt tao là như mày, chứ bây giờ còn là cái vùng địch thủ. Chút suy nghĩ cho cha mẹ chứ đừng giống như LS là một thằng dịch thủ. Tao biết mày bị đập do ngu, thấy mày tội nghiệp nên hỏi thăm thôi cu. Mày tưởng đâu là tao cần mày sao, thằng hề kia được tao lao và nhà tao ăn bám chỉ biết không cần rồi ngủ. Gặp lần đầu mày chưa phúc minh chương, gặp lần hai mày tao vẽ tinh tướng. Thấy mày
mày hơi lạ nên có chút không tin tưởng, chắc tại vì bị chấn thương cái đầu mày thần kinh. Mày không là người của chi phai, hợp đồng thành viên tên mày chưa được ghi lại. Mày là thằng nghiện nhưng vẫn chưa được đi cai, đủ đi mẹ mày phút đây cái thằng nhóc này là ai? Mày nhờ tao giúp cho mày kiếm tiền nông, MV miễn phí tao có tính tiền không? Nhạc mày bẩn bựa mà muốn tao chạy truyền thông, anh em đâu cho tao hỏi cái thằng chó này phiền không? Thấy mày tội nghiệp nên kéo mày về đây, muốn mày đổi mới và làm chủ đề hay. Cộng đồng anh đợi hỏi sao giúp thằng này gây, tao đâu nghĩ nó mất dạy căng sau lưng không hề hay hả? Ghen ăn tức ở sao không có theo kịp tao, ngu tiếng Anh mà còn thể hiện what's up và check sao. Thằng đàn ông bán son mỹ phẩm nó từng tuột quần trên Beagle Line, sống thì chó con người khốn nạn thì mày xứng đáng là mấy đồ ai? Là có hai mặt, xuất sắc có sáu mặt, tao vẫn chưa biết thằng Phúc Ray có mấy mặt. Đầu ấu chỉ nhưng nghĩ mình là báu vật, đéo biết nhục khi đã bị thằng báu quật. Lúc ăn chơi sao không gọi bạn thân, lúc sung sướng không dám đến mai sau, nằm chỗ đó Phúc lại là nạn nhân. Đến lúc khó khăn thì anh em Dubai đâu? Anh em Dubai đâu? Tao còn công an chuyện là mày nghĩ tao rảnh rỗi chét cứt vào mặt mày hay sao? Mày thu bi đây vì không thể dạy bảo, chừng có nhiều đó mà dám cái đường tao. Còn người đối mặt Phúc không dám đối diện, mà cái chơi mình đê tiện Phúc sẵn sàng thể hiện. Đầu tiên là cái số tao xui nên mới gặp mày trong năm nay, và cái số mày cũng hên khi đã được tao rap bài này. Nói thì phải nói cho nó đúng, chứ đừng để chuyện mà nó sai sự thật. Cách tao sống ở trong cộng đồng underground ai cũng biết, còn cách mày sống đi đến đâu ai cũng muốn đánh, muốn giết. Đừng có cầu mong tao ban phước cho mày nữa, thằng con quan.